trong những ngày đầu năm mới năm 2023 này, ở đây, hiện tại và bây giờ tại Khi Ta 20, Quang Huy và ekip thực hiện chương trình rất trân quý và cực kỳ biết ơn với sự xuất hiện của thầy Minh Niệm, vị khách mời mở đầu cho năm 2023 của Khi Ta 20. Dạ, Quang Huy xin được gửi lời chào đến thầy Minh Niệm ạ. Chào Quang Huy. Khi mà nhắc tới cái cụm từ Khi Ta 20 á, thì cái điều đầu tiên mà thầy nghĩ về đó là gì ạ? Đó là giai đoạn thầy là một cái quyết định rất là lớn trong cuộc đời. Thật ra là sớm hơn 20 đó, năm thầy tốt nghiệp trung học phổ thông là 17 tuổi, thầy đã quyết định là làm thầy tu. Có thể là một cái quyết định nó rất là khác biệt với các bạn đồng lứa. Thật ra thì thầy cũng rất là thích làm thầy thuốc, làm bác sĩ để giúp cho mọi người hết đau, rồi hết bệnh và sống an vui. Nhưng mà thầy có đọc nhiều sách triết. Năm thầy 14, 15, 16, thầy quan tâm nhiều hơn tâm hồn con người. Và lúc đó thầy có đọc một cái quyển sách là Con Người Siêu Việt, nói về Đức Phật Thích Ca. Thầy bị thu hút bởi cái bìa sách là một cái hình Đức Phật mặc cà sa, ôm bình bát đi giữa sa mạc mà rất là ung dung tự tại. Một cái người có trí tuệ và có lòng từ bi, mong muốn giúp cho mọi người thoát khổ. Và thầy bị thu hút bởi hình ảnh đó và mong muốn là mình sẽ được như vậy. Nhưng mà cũng không biết cách nào để mình có thể làm được điều đó. Cho nên là qua nhiều sự hướng dẫn thì thầy nghĩ thôi mình hãy đi vào trong tu viện, bắt đầu từ nơi đó thử xem. Thì năm thầy 20 nghĩa là thầy đã vào trong tu viện ở 3 năm. Thầy ở cho đến năm thầy 26 tuổi, sống trong một môi trường rất là nhiều kỷ luật và nó rất khác với đời sống bên ngoài đó. Có rất nhiều sự ức chế, có rất nhiều sự bức xúc, có rất nhiều sự dồn nén, mặc dầu đó là cái sự lựa chọn của mình. Và có rất nhiều thứ khác với cái suy nghĩ ban đầu của mình. Tức là ở cái tuổi đó mình vẫn là một người mơ mộng. Khi mình đi vào trong tu viện thì trong đó có nhiều điều rất đẹp, rất hay, rất đáng học hỏi. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những thứ rất là bình thường. Và mình đã có những cái phản ứng khá nông nổi cho những cái điều mà mình không hài lòng, những cái điều mình cho là bình thường đó. Rồi lại tiếp tục mơ mộng về một cái thế giới hay là một cái nơi mà mình có thể đặt chân đến đó, và đó có thể là một thiên đường, hay là đó có thể là một cái cõi, hay là một cái chốn mà con người sống hoàn hảo hơn, thánh thiện hơn. Có thể nói là tuổi 20 của thầy vẫn là một cái tuổi có khá nhiều sự mơ mộng. Đối với thầy, mơ mộng đôi khi là một cách để thầy lẩn trốn thực tại đó. Hồi thầy còn nhỏ, thầy cũng là cái người rất là mơ mộng. Thầy xem phim nhiều, thầy đọc sách nhiều và thầy luôn mơ về một cái thế giới an bình, hạnh phúc, con người sống yêu thương lẫn nhau. Và mỗi khi mà gia đình mình hay là bản thân mình có những cái sự cố xảy ra đó, mình không có muốn chấp nhận thực tại, mình thấy thực tại đang rất là xám xịt, cho nên là mình đi vào trong cái cõi mơ của mình để mình sống. Và đôi khi thầy cũng mắc kẹt luôn trong cái sự mơ mộng đó. Mắc kẹt đến nỗi là mình sẽ rất khó chấp nhận những người mà mình cho là bình thường ở quanh mình. Yeah. Và khó chấp nhận cả chính mình. Tức là bản thân thầy cũng không chấp nhận những cái sự bình thường của con người mình nữa. Sau này khi thầy đi sâu vào ngành tâm lý trị liệu thì thầy mới biết đó là một cái hội chứng tâm lý. Có thể gọi là rối loạn nhân sinh quan. Tức là bạn có những cái quan điểm về nhân sinh quan ấy. Có thể là bạn hướng tới những cái điều hoàn hảo. Nhưng mà bạn mất đi cái, hoặc là bạn không có cái filter, cái bộ lọc để bạn biết rằng là đó chỉ là những cái chân lý, và đó là cái điều mà bạn cần rất nhiều thời gian, cần một cái quá trình rất là dài thì bạn mới có thể thực hiện được nó, chứ không phải là bạn muốn là có thể có được. Bạn phải thay đổi rất nhiều, bạn phải trau dồi, bạn phải lột xác thì bạn mới chạm được cái chân lý đó. Nhưng mà khi mình không chạm được thì mình lại không chấp nhận, và mình cứ nghĩ, cứ tưởng, sống bằng cái tâm tưởng trong cái thế giới hoàn hảo đó. Thầy nói vào khoảng thời gian là năm 17 tuổi thì thầy đã có cái tâm niệm về việc đó là thoát khổ. Có nghĩa là lúc đó thầy đã có ý niệm về việc khổ trong cuộc sống rồi. Có thể là thầy có một cái cấu trúc về tâm lý khá nhạy cảm từ hồi nhỏ. Và thầy để ý rất kỹ vào những cái cảm xúc của người khác, đặc biệt là mẹ thầy.
cái người mà rất là yêu thương thầy, gần gũi và dẫn dắt thầy rất là nhiều, thay vì là cha thầy. Vì cha thầy có một giai đoạn là không có mặt ở gia đình. Thì thầy quan sát bà thì thấy bà có rất nhiều nỗi khổ, mặc dầu là bà có rất nhiều giá trị tuyệt vời lắm, mà bà không có hưởng được những giá trị đó. Bà chìm sâu vào những cái nỗi khổ mà phần lớn là nỗi khổ của tình cảm. Và ngoài mẹ thầy ra thì những người xung quanh thầy cũng quan sát và đặt câu hỏi là tại sao người ta lại yêu thương nhau, rồi người ta lại làm khổ nhau. Người ta khổ rất nhiều trong các mối liên hệ tình cảm, và khi khổ rồi thì người ta không còn thấy thế giới này còn ý nghĩa gì nữa cả. Và thầy muốn đi tìm câu trả lời, muốn làm sao bản thân mình không có rơi vào cái bi kịch đó, và làm sao mình có thể giúp đỡ những người thân yêu mình thoát ra khỏi những cái bi kịch đó. Và đó có thể là một trong những cái điểm khởi đầu cho cái hành trình thầy trở thành một nhà chữa lành sau này. Nhưng mà đó là do thầy nhìn thấy được nỗi khổ của mẹ thầy, dẫn đến việc là mình mong muốn đi tìm một con đường thoát khổ, hay còn một cái điều gì khác về lý do chứ? Thầy thấy xung quanh thầy có những người thành đạt, giàu có, nhưng họ cũng vẫn khổ. Họ có những vấn đề của họ, họ không giải quyết được. Và thầy cũng đặt câu hỏi là vậy cái khổ nó đến từ bên ngoài hay nó đến từ bên trong mỗi người? Và những cái điều Đức Phật chia sẻ trong nhiều quyển sách nói về Đức Phật, hoặc là chính Đức Phật đã chia sẻ, như là trong đó có quyển Con Người Siêu Việt, thì thầy có lờ mờ biết được rằng là nó ở bên trong, nhưng mà với trình độ của mình ở cái tuổi đó thì chưa có hiểu hết được thâm ý của Đức Phật. Cho nên là muốn đi tìm những cái vị thầy, những người họ đã thực chứng được những cái điều Đức Phật dạy, có thể là một sự tiếp nối của Đức Phật, để mình được khai thị, để mình được dẫn dắt. Thầy không nghĩ là mình trở thành một tu sĩ, một vị thầy tu đâu. Thầy chỉ nghĩ là thầy mượn con đường này để thầy trở thành một người ít đau khổ nhất có thể, một người hạnh phúc nhất có thể, một người có tự do nhất có thể. Nhưng mà khi vào trong cái vai này thì thấy cũng vừa vặn, cũng hợp, thấy cũng vui, cũng hay. Và thầy muốn thầy giữ luôn cái vai này. Nhưng cái trách nhiệm chính của thầy không phải là đóng vai một thầy tu, mà là trở thành một người có những cái chất liệu của hạnh phúc, của bình an, của tự do, của yêu thương, để chia sẻ cho mọi người. Và qua cái vai này, qua cái con đường này, nó giống như là một cái phương tiện để thầy đạt được cái mục đích. Đó là mình có tự do hạnh phúc và mình giúp mọi người đạt được điều đó. Thầy nghĩ rằng bất cứ sự chọn lựa nào mà nó có giá trị thì nó đều phải trả giá hết. Hay là nói một cách khác, đó là những thứ có giá trị thì không có dễ dàng đạt được bao giờ cả. Thì nếu như bên ngoài mình muốn có những tiện nghi về vật chất, có được sự nổi tiếng, sự thành đạt, có những thành tựu bên ngoài, thì mình cũng sẽ trả một cái giá cho nó. Và mình hưởng những giá trị đó thì mình phải có một cái giá đi kèm theo. Đó là sự chọn lựa. Thì thầy nghĩ khi mình chọn một thầy tu thì mình cũng phải chấp nhận nhiều cái khó khăn đi kèm theo, như là phải ăn chay, rồi phải cạo đầu, phải mặc bộ đồ xấu xí, rồi mình ở trong tu viện, mình không được làm cái này cái kia như là một người bình thường. Rồi mình phải tuân thủ rất rất nhiều giới luật, rồi mình phải học rất nhiều kinh kệ, kiểu như là nó buộc mình phải mời một con người khác trong mình ra đó. Thì trong cái giai đoạn ban đầu, trước khi mình đi vào trong tu viện, thì mình là một chàng thanh niên tung tăng, mơ mộng, và thậm chí là thầy là một cái người sống rất là giàu ảo tưởng, giàu sự tưởng tượng. Thì bây giờ mình bước vào một môi trường khuôn phép, nề nếp, rõ ràng, chuẩn mực, và sống chỉ biết có giây phút hiện tại thôi chứ không có mơ mộng. Điều đó nó cũng là một cái áp lực rất là lớn. Phải nói là mất khá nhiều năm thì thầy mới cắm rễ được vào trong một cái môi trường tĩnh lặng và chỉ có kinh kệ mà thôi. Và thầy tập bớt mơ mộng trở lại để sống sâu sắc với hiện tại. Thầy xin nói thêm rằng là cái khó khăn của thầy nó thường không rơi vào cái giai đoạn thầy đưa ra cái quyết định. Thầy là cái nhóm người rất dễ đưa ra một cái quyết định. Tức là thầy có một cái dự cảm hay là một cái trực giác. Khi mình biết điều đó đúng rồi đó, thì thầy quyết tâm sẽ làm cho bằng được. Mặc dầu là thầy chưa có suy xét hết tận cùng những cái hệ lụy kèm theo, những cái giá mà mình phải trả. Có thể nói thầy cũng là một cái người liều lĩnh, biết rằng là vào trong đó thì sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Có thể là có nhiều người đã bỏ cuộc hoặc là không thành công,
chứ không phải ai đi tu thì cũng sẽ có được những cái hoa trái như là họ mong muốn. Nhưng mà thầy biết là thầy cần phải được tu luyện, vì thầy có quá nhiều nhược điểm, quá nhiều khó khăn, quá nhiều yếu kém. Và thầy cũng tin rằng qua môi trường đào luyện khắc nghiệt thì cũng như là những cái loại hoa quý đó, thì thí dụ như hoa anh đào đó, thì phải trải qua một trận mùa đông lạnh thấu xương thì mùa xuân về nó mới tung cánh tỏa ngát hương được. Hoặc là những cái thứ quý giá như là kim cương đó, cũng phải là đục đẽo tan nát tơi bời rồi thì mới trở thành một cái vật phẩm quý giá. Thì con người mình nếu bỏ vào tu luyện thì sẽ không có bổ bề dọc thì nó cũng sẽ bổ bề ngang. Tuổi nhỏ mà mình được tu luyện thì lớn lên sau này nếu mình không chọn con đường tu nữa đó, mình chọn bất cứ con đường nào nó đồng tính chất như vậy thì nó cũng cần thiết với cái sự luyện tập đó. Vì ngày xưa tụi thầy cũng thấm đẫm nho gia, và tụi thầy đã có một cái ý niệm rất sâu sắc rằng là trước khi tề gia trị quốc bình thiên hạ thì mình phải tu thân. Vậy nên đối với thầy, tu thân chưa bao giờ là xa xỉ hay là cảm thấy thừa thãi cả. Chỉ có điều là ở mỗi giai đoạn như vậy thì mình có sẵn sàng với nó hay không. Thì thầy có cái tính liều lĩnh, tức là đẩy mình vào cái khó khăn trước, rồi tìm cách bơi sau, tìm cách tồn tại và đối đầu sau. Với điều kiện là mình phải thật sự chính mình thấy điều đó là đúng. Thầy cũng không hẳn là bồng bột hay là cảm xúc, mà thầy chỉ đơn giản rằng là thầy đã cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều đó và thấy nó hoàn toàn đúng. Mà thầy chưa có nhiều dữ liệu để... nhiều cơ sở để chứng minh là điều mình hoàn toàn thuyết phục. Thầy chỉ thấy nó đúng thôi. Nhiều khi cái đúng đó nó chỉ 50%, thậm chí là dưới 50%, thì thầy cũng dám đưa ra quyết định và thầy chấp nhận là sẽ trả giá cho nó. Hành trình sau này của thầy cũng vậy. Chắc là Quang Huy biết tới hành trình tu bụi của thầy phải không? Dạ biết ạ. Thì khi thầy đưa ra quyết định đó, thầy rất là ngây thơ. Nhiều người nói thầy là bị khùng rồi, là tại sao quăng mình vào miền hoang dã nơi có rất nhiều điều nguy hiểm, thậm chí là mình có thể mất mạng như chơi đó. Và điều đó đã xảy ra. Nhưng mà khi mà thầy quyết định đi trên con đường đó, thầy chỉ tập trung vào những cái mặt ưu điểm của nó thôi. Tức là thầy cũng biết rằng là đi trên con đường đó sẽ có thú dữ, sẽ có nguy hiểm, nhưng mà thầy lại phớt lờ. Thầy lại chỉ chú ý vào đi trên con đường đó thì mình sẽ được ngắm được nhiều cảnh đẹp, mình được sống nơi với thiên nhiên trong lành, mình sẽ gặp được những con người tử tế, mình đi tới các trung tâm chữa lành, mình sẽ học về chữa lành tâm lý. Mà nếu có thú dữ thì mình cũng sẽ học cách đối đầu. Tất nhiên là thầy cũng có nghiên cứu qua cách để mà ứng phó trước miền hoang dã. Tuy nhiên là thực tế là rất khác. Và thầy nghĩ cuộc sống cũng vốn là như vậy. Chúng ta thường không có biết hết những gì trong đời sống đâu. Nó luôn luôn xảy ra khác với những gì chúng ta dự tính. Đối với thầy đó, nên chuẩn bị sẵn một nội lực để ứng phó hay hơn là tìm kiếm một cái con đường tốt đẹp. Thật sự chúng ta khó biết con đường nào tốt đẹp. Cho nên sau này khi thầy viết cái cuốn Hiểu Về Trái Tim thì thầy có ghi trong cái chương Do Dự đó, thầy có nói rằng con đường mình chọn đôi khi nó không quan trọng bằng cái cách mình đi trên con đường đó, hay là cái thái độ mình đi trên con đường đó. Có những con đường rất đẹp, rất hay, hoặc là có những người rất tử tế mà mình có thể thương yêu được. Nhưng mà khi tới mình thì sao? Nếu mà mình không đủ hay, đủ giỏi, đủ bản lĩnh thì những con đường đó nó cũng trở thành hoang đường mê lộ. Và cái người mà mình thương yêu cũng sẽ bị mình bào mòn rút tỉa và thậm chí là hủy diệt họ. Nhưng nếu mình có bản lĩnh, mình tài giỏi thì mình biết mọi con đường bình thường có thể trở thành phi thường. Một người bình thường về với mình sẽ trở thành hay hơn, tuyệt vời hơn. Thì cái sự chuẩn bị cho cá nhân là quan trọng hơn. Vì không phải ở độ tuổi nào mình cũng có đủ sự hiểu biết hay là trí tuệ để đưa ra một cái quyết định cuối cùng được. Đôi khi mình đi giữa đường mới biết rằng con đường này cũng chỉ là tạm thời thôi, rồi mình cũng phải sẽ rẽ ngang một cái con đường khác. Nhưng phải đi thật rực rỡ, thật tuyệt vời trên con đường đó trước cái đã. Để rồi trên cái tinh thần đó mình bước qua con đường nào cũng sẽ đi theo cái cách đó. Từ nãy đến giờ khi thầy chia sẻ với lại Huy thì Huy cũng thấy rằng là cái sự lì và liều lĩnh có lẽ là cái cụm từ nói về tuổi 20 của thầy thì phải. Còn từ nữa là ngông cuồng nữa. Ngông cuồng tức là không ai thuyết phục được, không ai cản được từ ngày xưa giờ. Từ thuở nhỏ khoảng 7-8 tuổi đó là đã có một cái chủ kiến riêng.
Kể cả mình biết là mình rất là kính trọng yêu thương cha mẹ, nhưng mà thầy đã có suy nghĩ rằng là cuộc đời của mình là của mình. Và mình thấy là mình rất khác với cha mẹ, chứ không phải chỉ là một sự tiếp nối toàn vẹn. Cho nên là mình phải khác ngay từ bây giờ. Vậy nên là khi điều gì thầy thấy đúng là thầy vẫn cứ làm. Nhưng một là thầy sẽ tìm cách thuyết phục. Nếu không thuyết phục được thì thầy chấp nhận ăn đòn. Để thầy làm được cái điều thầy làm. Và sau nhiều lần ăn đòn như vậy đó, thì cha mẹ thầy mới phát hiện ra rằng là hầu hết những cái quyết định của thầy là chấp nhận được, là đúng đắn. Cho nên là nhả thầy ra từ từ và tôn trọng cái quyết định của thầy. Cho nên năm thầy 17 tuổi, thật ra 16 tuổi thầy đã quyết định đi tu rồi, thì cha thầy duyệt ngay lập tức. Mẹ thầy thì có buồn khổ, nhưng mà thầy nói với mẹ thầy luôn là mẹ có thể khóc trong vòng 3 tháng thôi, sau đó là hết. Nhưng mà cuộc đời của con không thể bỏ lỡ được. Con phải đi từ bây giờ và con sẽ có cách hiếu thảo trả ơn cho mẹ sau. Và đúng thật như vậy, tức là sau vài tháng thôi thầy trở về là mẹ thầy không còn khổ, không còn khóc nữa, trái lại rất vui, rất hạnh phúc, tự hào chia sẻ với mọi người là con tôi đã trở thành một vị thầy tu dễ thương như vậy nè, kiểu vậy. Cho nên là thầy nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải có một cái chính kiến đó. Thật ra thì khó biết cái nào là chính, cái nào là tà lắm. Nhưng mà tại thời điểm đó mình thật là tin vào cái thấy của mình và dám chịu trách nhiệm cho nó, thì nghĩ cái bản lĩnh nó còn quan trọng hơn là mình chọn sai đường. Chọn sai vẫn có thể có cơ hội chọn lại, nhưng mà cái tính cách, cái thái độ, cái bản lĩnh mình đi trên con đường đó nó mới là quan trọng chứ, đúng không? Cho nên phải chấp nhận sai đó. Chấp nhận là có thể sai, có thể đúng, nhưng mà mình thích là người chọn lựa, chứ không để người khác chọn lựa. Thầy đang không khuyến khích các bạn trẻ khi mình có một cái quyết định gì thì mình có thể đưa ra ngay lập tức và bắt người lớn phải nghe theo mình. Mình phải có cái sự thuyết phục đó. Và sau này thầy cũng thường hay nói rằng là khi mà muốn người ta hiểu và chấp nhận mình thì mình phải giúp đỡ họ hiểu về mình, thì cần có những buổi nói chuyện sâu và cần có những cái chứng minh cụ thể qua những cái việc rất nhỏ mà mình đã làm được, thì người ta mới có thể tin và ủng hộ mình, chứ không phải là mình chỉ có yêu sách mà thôi. Hồi nãy lúc mà thầy chia sẻ câu chuyện là vài tháng sau khi thầy vào tu viện thì thầy về gặp mẹ, mẹ thầy cũng cảm thấy rất là vui và rất là tự hào. Thì cái cảm xúc lúc đó khi mà quay trở lại gặp mẹ thầy, thầy còn nhớ là nó như thế nào trong suy nghĩ và trong tâm lý của thầy không? Thầy nghĩ rằng là mẹ đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Vài tháng sau nữa hay là vài năm sau nữa, con nghĩ là mẹ sẽ tự hào về con nhiều hơn. Và quả thật là nhiều năm sau, thầy là điểm tựa tinh thần cho mẹ thầy. Bất cứ khó khăn gì bà cũng chia sẻ với thầy và nhận những cái lời an ủi hay là động viên, kể cả hướng dẫn của thầy để bà bớt khổ tâm. Thầy nghĩ là nếu bây giờ mẹ thầy còn sống thì chắc là bà sẽ rất là hạnh phúc. Vì thầy sẽ giúp bà được nhiều hơn nữa. Rồi thầy còn giúp các anh chị em của thầy về khoản tâm lý. Thầy giúp cả trong họ hàng. Thầy giúp những người bạn bè, rồi cộng đồng xã hội, giúp rất là nhiều. Mẹ thầy cũng là người rất là tốt tính, rất là quan tâm giúp đỡ mọi người. Cho nên thấy con mình có cái hạt giống, có cái tính chất đó, thì bà nghĩ đó cũng là sự tiếp nối của mình, nhưng mà ở một cái dạng có thể rực rỡ hơn. Trong cái hành trình đầu tiên của những cái năm mà thầy bắt đầu con đường tu học với thầy, thì nó có những cái cột mốc nào đáng nhớ và nó giúp cho thầy kiểu như là củng cố thêm cái niềm tin vào cái việc mà mình đang làm là đúng? Có thể cho rằng là khi thầy quyết định đi vào trong tu viện ở trong gần 10 năm đầu là một quyết định chưa hoàn toàn đúng đắn và thầy đã từ bỏ nó. Tức là vào trong tu viện thì thầy chỉ học về lý thuyết kinh điển thôi, là một người nghiên cứu về kinh điển. Mà những thứ đó thầy gần như là không có thể thấm nhuần hay là ứng dụng được vào trong đời sống của mình. Mình chỉ hiểu bằng cái đầu, nhưng mà cái chân của mình nó vẫn còn mắc kẹt trong một con người rất là bình thường, còn nhiều tham sân si lắm. Thì cột mốc đáng nhớ nhất là năm 1999, tức là thầy đi tu được 7 năm, thì song thân thì qua đời trong một cái tai nạn, một lượt. Và cái tai nạn đó đã đẩy thầy rất thẳng xuống hố thẳm. Trong cái khổ đau cùng cực đó, có thể nói là thầy bị dính cả hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất là mất song thân, mũi tên thứ hai là mất lý tưởng. Tức là thầy không còn tin vào cái con đường mình lựa chọn là một con đường xứng đáng để mình tiếp tục nữa, vì nó không giúp đỡ được thầy. Thầy vẫn khổ ê chề, thậm chí là khổ hơn các anh chị em của thầy, những người không tu nữa.
Thầy đặt câu hỏi rất nhiều, vậy kinh điển đó là như thế nào? Tại sao mình đã hiểu rất nhiều về những cái giáo lý cao siêu như là bất sanh, bất diệt, mà tại sao tới khi tình trạng thực tế xảy ra thì mình vẫn phản ứng đau khổ như là một người không hề biết gì về những điều đó cả? Hoài nghi, thất vọng và chán chường, đó là giai đoạn thầy rơi vào trầm cảm. Thầy nghĩ cuộc đời mình có thể đã chấm dứt ngay chỗ đó, vì thầy rất là yêu thương cha mẹ mình, đặc biệt là đối với mẹ. Và thầy nghĩ là thầy không muốn sống tiếp nữa. Đó là những cái ngày tháng đen tối nhất cuộc đời của thầy. Sau này thầy mới biết là bị trầm cảm. Thời đó chưa có tên gọi trầm cảm, mình không hề biết cái tình trạng tâm lý đó là gì. Chỉ là những ngày tháng thầy nằm ngủ từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí thầy không còn biết mộng hay là thật nữa. Những gì mình đang tiếp xúc đó là nằm mơ hay là giữa ban ngày. Thầy không thiết ăn uống, thầy không gặp ai hết. Thầy chôn mình vào trong một cái căn gác ở Bảo Lộc đó. Thì ở từ tháng này qua tháng khác. Và khi mà khổ đau đã đủ rồi đó, thầy quyết định là thôi, không khổ nữa, phải thoát ra. Vì thầy còn anh chị em, thầy còn dòng họ, thầy còn bạn bè, thầy còn rất nhiều người đang tin tưởng mình. Mà nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì có thể họ cũng sẽ ngã đổ theo mình. Cho nên là thầy quyết là đứng lên. Và cũng có nhiều nhân duyên xảy ra để rồi thầy đã đến với thiền tập. Nhờ thiền tập mà thầy đã tiếp xúc lại với sự sống, tiếp xúc lại với thế giới của thực tại, tiếp xúc lại với chính mình. Và mỗi ngày thầy chữa lành được vết thương của mình. Mỗi ngày mình tìm được hơi thở, tìm được những bước chân bình yên. Và thầy đã tìm thấy được cái tự tin trong bản thân. Để rồi từ những cái bước đi ban đầu chập chững trong đời sống tinh thần được chữa lành đó, thầy đã đi tiếp cuộc đời mình, tức là đưa ra những cái quyết định lớn hơn nữa, đó là bước ra khỏi Việt Nam, đi nhiều nơi trên thế giới, đến các trung tâm tu tập mà thầy cho rằng phù hợp và có chất lượng để chữa lành phần còn lại và quay trở lại với hành trình trở thành một người sống hạnh phúc và tự do và chia sẻ những điều đó cho mọi người. Thì thầy cũng phải mất thêm khoảng 4-5 năm sau nữa thầy mới chữa lành hoàn toàn bản thân mình. Đến khi thầy viết cuốn Hiểu Về Trái Tim là thầy đã 35 tuổi. Dạ. 35 tuổi mà cái lúc xảy ra biến cố đó là thầy 26 tuổi. Hành trình từ 26 tuổi tới 35 tuổi là hành trình thầy học rất nhiều về bản thân của mình, hiểu rất nhiều về bản thân của mình, trong đó hiểu về bản chất của khổ đau. Và khi thầy đã thấy được bản chất của khổ đau là thầy thoát luôn. Để rồi những ngày tháng sau đó có thể nói là những ngày tháng rực rỡ. Thầy sống trong hạnh phúc. Hạnh phúc từ nhỏ cho tới lớn dần và không có quay về với khổ đau nữa. Là vì vết thương của thầy đã được chữa lành và thầy đã có thể nhìn thấy được cha mẹ mình ở trong chính con người của mình chứ không phải là hình hài đã tan biến kia nữa. Vì tất cả những cái tài năng, sự thông minh hay là lòng từ ái, sự khoan dung độ lượng của thầy phần lớn là sự tiếp nối của cha mẹ mình. Thầy thấy thầy không phải là một cái cá thể hoàn toàn biệt lập với đấng sinh thành của mình, và họ vẫn luôn có mặt trong mình. Khi mình làm việc, khi mình tu tập, khi mình trở về với thiên nhiên, khi mình chia sẻ những giá trị này đến mọi người, là họ cùng làm việc đó với mình theo một cái hình thức gọi là formless, tức là vô tướng, không có hình tướng nhưng mà họ vẫn có ở đó. Thì khi thầy thấy được điều đó rồi thầy rất là hạnh phúc, không còn đau khổ nữa. Cho nên thầy mới có một cái cụm từ là quyết định không đau khổ nữa. Quyết định không có nghĩa là chấm dứt đau khổ liền đâu, nhưng mà quyết định là mình sẽ dồn toàn tâm cho cái quyết định đó, không có thả mình để chìm vào trong cái vũng lầy khổ đau nữa. Thì mình phải đi tìm mỗi con đường. Mình khát sống rồi mà, mình không có muốn sống giật giờ như vậy nữa. Đó là vì ở cái thế hệ tuổi thầy đó, phần lớn tụi thầy được giáo dục là biết sống vì mọi người nhiều hơn. Và điều đó được thấy rõ qua hình ảnh của cha thầy, của mẹ thầy và nhiều người lớn khác. Thành ra tụi thầy rất là dễ dàng khi mà mình muốn kết nối trở lại với cái niềm tin là mình sống cho điều gì. Có khi mình sống cho chính bản thân mình thôi thì dễ buông tay lắm. Vì mình nghĩ thôi mình cũng chẳng cần gì nhiều đâu. Nhưng mà nghĩ đến anh chị em, nghĩ đến dòng họ, nghĩ đến những người thân yêu thì mình có động cơ muốn sống tiếp. Nhưng mà
Không biết là thầy có còn nhớ được những cái lời dặn của ba thầy hay là mẹ thầy cuối cùng trước khi mà họ rời xa khỏi tạm này không thầy? Thầy không có may mắn gặp họ trong những giờ phút cuối cùng vì họ mất trong một tai nạn. Nhưng mà những lời cha mẹ thầy dạy thầy thì luôn nhớ như in. Đối với cha thầy thì khi thầy đi tu, cha thầy có viết cho thầy một lá thơ rất là dài. Vì tuổi thơ thầy hay chống cha thầy lắm. Hai cha con rất là gọi là khắc khẩu với nhau về quan điểm về chính trị, rồi quan điểm về tôn giáo, quan điểm về các tư tưởng khác, luôn luôn đối chọi với nhau. Mặc dù các anh chị em thầy nói rằng tính tình thầy khá giống với cha thầy, nhưng mà ngày xưa cũng có một số lý do mà thầy đã không phục cha thầy. Và thầy luôn luôn có một cái hình mẫu về một người cha đó, nó phải khác hơn cha của mình. Mặc dù sau này thầy bình tĩnh nhìn nhận lại là cha thầy có rất nhiều giá trị, và những giá trị đó đã trao truyền cho thầy. Đến khi thầy đi tu thì cha thầy mới viết cho thầy một lá thư thật là dài. Ông là một người học thức, đã từng là một thầy giáo. Rồi ông viết cho thầy một lá thư chữ ông đẹp lắm. Trong đó có một cái câu mà cha thầy luôn nhắc nhở thầy, đó là hữu xạ tự nhiên hương. Tức là có mùi thơm thì tự động nó sẽ lan tỏa mà mình không cần phải thể hiện, không cần phải khoe mẽ, không cần phải chứng tỏ. Vì ông biết thầy có cái tính đó. Cái tính từ hồi nhỏ thầy có khá nhiều tài năng và luôn muốn là tâm điểm của mọi người, được mọi người yêu mến, nể phục. Và điều đó có thể là nguy hiểm nếu mà thầy muốn có một cái tương lai lớn. Và cha thầy luôn tin thầy là người có thể làm được việc lớn, nhưng với điều kiện là phải trị được cái tính đó, cái tính mà hay thể hiện hơn người đó, để nhận được sự kính trọng, nể phục. Đó là hữu xạ tự nhiên hương. Khi thầy đọc lá thư đó thì chưa có thấm. Đến khi ông mất thì thầy lục lại trong ký ức của mình đâu là những cái lời dạy rất là cần thiết của cha mình dành cho mình. Thì câu đó đã theo thầy suốt hành trình cho tới bây giờ. Còn mẹ thầy á, không dạy thầy nhiều qua ngôn từ mà dạy thầy qua đời sống của bà. Vì mẹ thầy là một cái biểu tượng cho lòng bao dung độ lượng, ít nhất là đối với cha thầy và nhiều người khác đã từng làm khổ mẹ thầy, mà mẹ thầy vẫn chấp nhận mở lòng ra yêu thương họ, đôi khi là không có điều kiện nữa. Cho nên thầy đã ảnh hưởng được đức tính đó từ mẹ của thầy. Nhìn những phản ứng của bà mà thầy luôn đặt câu hỏi, sao mà mẹ mình có thể làm được điều đó vậy? Nhưng mà thầy cho Quang Huy hỏi thêm rằng là có một cái bài học nào thấm thía mà ba thầy, cha thầy đã từng nói về việc là thầy thích thể hiện hơn người trong cái thời thanh xuân, hồi lúc mình còn nhỏ trước khi mình đi tu tập không thầy? Cha thầy không thích thầy con trai mà có cái nhiều tình cảm quá. Cha thầy không thích thầy có một cái đào sâu về văn chương, thi phú là nghệ thuật. Vậy cho nên là khi thầy đi theo bản năng, mình có những cái tài năng về nghệ thuật để được mọi người yêu thích, thì cha thầy dập tắt, cha thầy đốt hết quần áo, cha thầy cấm các chương trình đi trình diễn ở trong trường học. Cha thầy biết rằng thầy cũng giỏi toán chứ không phải là chỉ là giỏi văn. Cha thầy muốn thầy trở người một người đàn ông có sức mạnh, quyết liệt và có thể quản chế được cảm xúc của mình. Vì những lý do đó mà giữa cha con luôn có chiến tranh. Vì thầy nghĩ cha thầy luôn luôn áp chế mình, cha mình muốn vùi dập mình. Cha mình thật sự là cái người độc đoán, chỉ muốn làm theo ý mình thôi mà không có tôn trọng người khác. Có thể thời đó cái cách truyền thông của người lớn không có tâm lý như là bây giờ. Tuy nhiên là có những cái giây phút rất là đáng nhớ, đó là thường là khi hai cha con buổi tối đi bộ từ trong nhà nội thì đi về nhà đó. Thì đi chung trên con đường đó thì cha thầy hay nhẹ nhàng phân tích cho thầy thấy những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm khi mình có một cái chọn lựa gì đó hay là thể hiện tính cách gì đó. Thầy cũng là người biết suy nghĩ. Chỉ có điều là nếu mà cha thầy dùng bạo lực thì thầy sẽ chống lại, còn nếu cha thầy nói nhỏ nhẹ thì thuyết phục được thầy. Và bây giờ thì sau một cái chặng hành trình dài rồi thì thầy đã thấy phục những điều cha mình nói từ trước cho thầy. Chính xác. Nhưng mà thầy có một cái điểm này hôm nay thì Quang Huy mới được biết là có một khoảng thời gian thầy đã từng nghĩ rằng thôi mình sẽ bỏ cuộc, mình dừng lại. Thì một con người bình thường khi họ gặp một cái biến cố nào đó xảy ra thì họ sẽ luôn luôn, một là tự vực dậy tinh thần của chính mình bằng năng lực và năng lượng của chính mình, hai là họ sẽ tìm đến một điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống để giúp cho họ vực dậy tinh thần. Vậy thì Quang Huy rất tò mò, với một người đi theo con đường tu học như thầy ở ngừng ấy thời gian lúc đó, thì đâu là điều giúp cho thầy vực dậy tinh thần của chính mình?
có hai điều. Một điều như là thầy đã nói là thầy cũng đã suy nghĩ nhiều đến những người khác. Thầy nghĩ là mình còn phải sống cho rất nhiều người, nhất là các em của mình. Rất là tội nghiệp, nếu mình ngã xuống như vậy thì em mình sẽ dựa vào đâu để đứng lên, vì em mình cũng tổn thương như mình vậy. Điều thứ hai đó là một thầy gọi là một món quà từ trời đất